Em tiến kính chào toàn thể quý vị, các bác, cô, anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Thưa quý vị, các bác, cô, anh em, hôm nay thì em sẽ báo giá và test mấy cái quạt. Thì trong mấy cái quạt hôm nay, đa phần là hàng lửng, các bác nha. Có một cây lửng đầm, nó là lửng nùn. Nó thấp hơn so với những cây lửng bình thường khoảng cơ độ 10 đến 15 cm. Và còn một cây quạt bàn ở dưới thì hôm nay có 2, 4, 6 cây quạt lửng và một cây quạt bàn. Thì những cây quạt này đều là những cây quạt cực kỳ chất các bác nha. Và có cái giá thành cực kỳ hợp lý cho quý vị, các bác, của anh em chúng ta. Và trước khi đến với báo giá cũng như là test những cây quạt này, thì em sẽ mời quý vị, các bác, các anh em chúng ta là đến với những cây quạt Nhật. Thì cách sử dụng quạt Nhật, điều này em chia sẻ cho quý vị, các bác, các anh em chúng ta là các bác nên biết và cần biết đó là như thế nào. Thì thưa quý vị, các bác, các anh em chúng ta, ở trong những cây quạt như thế này nhé, trong những cây quạt như thế này thì tụ của nó, cái con tụ em để sẵn dưới này nhà kia thì đang ở trong những cây quạt này là tụ zin, tụ zin từ Nhật về. Thế nhưng mà trong cái quá trình về đến Việt Nam mà sử dụng đấy thì con tụ này cũng đã quá lâu năm, đã quá lâu năm, và nó có thể hư hỏng bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào các bác nhé. Nó có thể hư hỏng bất cứ lúc nào. Cho nên là quý vị, các bác, các anh em chúng ta hiện đang dùng quạt Nhật và đã dùng lâu năm rồi thì các bác sẽ gặp phải trường hợp này. Và cũng như là nếu như gặp phải trường hợp này mà quý vị, các bác, các anh em chúng ta đừng có hoang mang. Đừng có hoang mang. Thì cái này thì đối với ông quạt nào thì ông cũng bảo các bác thôi. Còn đối với ông bán quạt nào thì ông cũng bảo các bác thôi. Hoặc là đi ra các quán sửa chữa điện dân dụng ấy, người ta cũng thay cho các bác. Rất là rẻ tiền, không có đắt tiền đâu mà các bác phải lo. Thì thưa quý vị, các bác, của anh em chúng ta, đối với những cây quạt Nhật này nhá, thì hiện tại nó đang chạy hoạt động rất là hoàn hảo. Rất là hoàn hảo, đúng không? Thế nhưng mà về đến nhà các bác thì có những con tụ nó chạy được một vài tháng, cũng có thể là 1-2 năm rồi nó hỏng. Nó hỏng, nó kém đi rồi, nó chạy, nó lừ đừ cái quạt ấy. Đó, xong rồi dần dần nó chết cái con tụ này. Thế sau đó thì đây, khi mà về đến em Tiến ấy, bản thân em Tiến bán ấy, thì cũng có những cây quạt mà em Tiến cũng thay tụ, tự thay tụ cho các bác. Còn có những con thì em cảm thấy nó khỏe thì em không có thay tụ cho các bác. Thì mà về đến nhà các bác ấy, mà các bác chơi một thời gian, các bác sử dụng một thời gian mà thấy nó lừ đừ nhá, thì các bác hãy thay tụ này vào. Thay con tụ này vào. Thì đối với những cây quạt nhá, đối với những cây quạt thì đa phần là những cái bọn thân sắt này, bọn quạt mà thân sắt thì găng sắt thì nó sử dụng con tụ là 4 mm các bác nhá, con tụ số 4 mm đây, số đầu này gọi là số 4, số 4 nhá. Còn đâu là có nghĩa là như này, anh em cứ tháo cái bầu đít này ra. Đấy, tháo cái bầu đít này này. Đấy, anh em xoáy con ốc này ra, xoáy con ốc này ra. Xong anh em rút cái bầu ra. Rút cái bầu này ra thì ở bên trong nó sẽ có cái con tụ này. Có cái con tụ này. Lúc bây giờ anh em nhìn cái số của nó đề là số 2 thì nó là 2 mm. Số 2,5 thì là 2,5 mm. Còn đâu 3 là 3 mm. Còn 3,5 thì là 3,5 mm. Là còn lại là 4 mm và 5 mm, cái cây 4 mm và cây 5 mm thì 5 mm rất ít. Còn đâu là đa phần là 4 mm. 4 mm thì nó hay nằm ở trên những cây quạt sắt các bác nha. 4 mm, như con quạt này là 4 mm, cây quạt này cũng 4 mm, cây quạt này cũng 4 mm, cây quạt này thì em nhớ không nhầm là 2,5 hoặc 3 mm các bác nha. Còn cây quạt này cũng thế. Còn cây quạt này thì nó rơi vào tầm khoảng độ 2 mm. Còn cây quạt sắt này cũng là 4 mm các bác nha. Thì đó, các bác sẽ ra quán, nếu mà các bác ra quán, các quán bán đồ linh kiện điện tử ấy, các cái đồ điện dân dụng ấy, các quán sửa chữa điện dân dụng ấy, người ta bán đầy, thì các bác ra, các bác bảo bán cho tôi một con tụ IC 4 mm hoặc 2 mm, các bác cầm con tụ ra, con tụ quạt ra, bác bảo bán cho tôi con tụ số như thế này, thì người ta sẽ bán cho các bác. Và các bác về các tháo cái bầu đít ra và các bác đấu dây vào thôi, đấu dây vào, cắt đây dây đồng ra, vắn vào, xong rồi lấy băng dính đen, các bác quấn vào, thế nào các bác sử dụng. Là mỗi một lần thay như thế này thì con tụ này là em mua là 15.000 một con các bác nhá, mua 15.000 một con. Cái này không có bán mà không có lãi lời cả, là 15.000 một con. Thì đối với con tụ 15.000 này thì các bác sẽ sử dụng được trong vòng là bao lâu? Đối với con tụ này thì các bác sẽ sử dụng được
trong vòng là đi 4 đến 5 năm nhá, 4 đến 5 năm thì các bác mới phải thay. Còn các bác thay những con tụ rẻ tiền này thì con tụ này nó là con tụ 5.000 một con nhá. 5.000 một con thì các bác sử dụng được 2 năm các bác nhá. Sử dụng 2 năm. Đây con tụ này con tụ 5.000 một con. Đấy các ngoài quán bán đấy là các đồ bán điện tử là 5.000 một con này các bác nhá. Con tụ này nó kém chất lượng hơn con này. Con này là 15.000, nó đắt gấp 3 lần thì cái số 5 của nó sử dụng là gấp 3 lần các bác nhá. Đấy, con này sử dụng được 2 năm thì con này sử dụng 5 đến 6 năm anh em nhá. Rồi. Ok bây giờ thì sẽ vào báo giá cho quý vị các bác các anh em chúng ta. Đầu tiên là một con quạt. Quạt này gọi là con quạt chân đầm, chân đầm cánh 35 toàn thân sắt các bác nhá. Cánh của nó cũng là cánh sắt chóp nhọn chóp máy bay tên lửa ok toàn thân sắt nhá. Cây này thì có giá 6.2 triệu. Cây này tuổi đời của em nó là 78 năm rồi các bác nhá, 78 năm rồi. Riêng cái thân con quạt này thì cái bàn này, riêng cái khu này thì em không có spa. Còn đâu riêng cái lồng này thì và nó cũng bị hoan hoen ố rồi là bị bẩn một số, rôm rôm một số. Nên em đã vệ sinh đánh sạch và đưa ra các cái hiệu gara ô tô để sơn lại cái con lồng này, con lồng nguyên cái lồng này em sơn lại nhá. Spa lại là mất 450 hay 500. Cái lồng này riêng spa một cái lồng này là mất 450 nha anh em nhá. Cái này cũng không spa, cái này không spa thì nguyên cái lồng thôi anh em nhá. Thì cây quạt này có giá 6.2 triệu. Còn đâu là giá trên thị trường thì cây quạt này, cây quạt này nhá, cây quạt này nếu mà đối với cây quạt này mà sử dụng cái thời gian 5 tháng nó đã là 78 năm ấy thì là cây quạt này thì đa phần 10 cây thì đến 9 cây là spa lồng các bác nhá. 10 cây đến 9 cây spa lồng. Cây quạt này cây quạt đẳng cấp trong giới quạt rồi các bác nhá. Đẳng cấp, nó có tiếng trong giới quạt rồi. Cái cây quạt này cực kỳ hiếm luôn, cây quạt đầm này. Thì cánh 35 sắt hết đấy anh em nhá. Cây sắt này, cái cánh sắt này nó cánh sắt giới chơi quạt người gọi là cánh sắt máy bay các bác nhá, cánh sắt máy bay. Cánh máy bay tức là cái vật liệu làm cánh quạt này nó bằng máy bay. Đủ 35, đủ 35 các bác nhá. Quạt sướng êm ơi là êm luôn. Thì cây quạt này có giá 6.2 triệu nhá. Còn đâu giá trên thị trường thì cây quạt này trên chục triệu đấy các bác nhá. Trên chục triệu đấy, không có rẻ đâu. Thì còn đâu đối với đây là hai cây Hitachi nhé, hai cây Hitachi Hitachi lửng. Thì đối với hai cây Hitachi lửng này cũng là bàn sắt này, bàn sắt này, thân sắt này. Đấy, các bác nhá, bầu sau là một nửa nhựa và một nửa sắt. Đấy các bác nhá, cánh 30 có 3 cấp độ gió. Thì đối với những cây quạt này thì có giá là 2.4 triệu các bác nhá. Cây này 2.4 triệu, cây này 2.4 triệu các bác nhá. 2.4 triệu giảm giá bán cho anh em để cho anh em về chơi trong mùa hè này mát lắm anh em nhá. Còn đây là cây Hitachi, cây này là cây Mitsubishi 2.2 triệu. Hai cây giống nhau là hai cây Mitsubishi nhá. Các bác thấy cây cạnh màu cánh nào thì lấy đấy. Thì hai cây Mitsubishi này là 2.4 triệu các bác nhá, 2.4 triệu một cây. Cây này 2.4 triệu này, cây này 2.4 triệu này. Còn cây Hitachi, cây Hitachi thì em có hai cây Hitachi và trong tổng số ở đây thì có hai cây Mitsubishi và hai cây Hitachi. Thì đối với Hitachi thì cũng có giá là 2.4 triệu các bác nhá. 2.4 triệu đồng giá cho quý vị các bác của anh em chúng ta. Anh em chúng ta thích chọn cây nào thì chọn đầy những quạt, cây quạt nổi tiếng rồi anh em nhá. Đấy, cây quạt nổi tiếng rồi. Có cây này thì có 6 cấp độ gió này, cây sắp 6 cấp độ gió. Còn cây này có 4 cấp độ gió này, anh em nhá. Cũng là 3 cấp độ gió. Đấy, anh em thích chơi cái nào cây. Đầu 2.4 triệu, đầu 2.4 triệu. Còn cây này thì em bán cho quý vị các bác anh em chúng ta với giá là 1.3 triệu nhá. 1.3 triệu anh em nhá, 1.3 triệu. Còn cây quạt bàn cổ này toàn thân sắt này nặng như là cối đa lỗ ấy. Cây quạt này thì em bán cho quý vị các bác của anh em với giá là 2 triệu nhá, 2 triệu cây quạt bàn này anh em nhá, hàng chất đấy các bác nhá, tuyệt vời. Và bây giờ thì test chức năng của cây quạt. Bắt đầu là cây quạt 1.3 triệu này, cây quạt này 1.3 triệu nhá. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo hết anh em nhá. Ok luôn, cánh quay ok nhá, không có vấn đề gì nhá. Rồi ok, và bây giờ đến có lẽ là cây đây, tất cả đang điện 100 hết nhá. Cây này là điện 220 này, cây Hitachi này quyết định 220, em đã ghi vào điện 220 rồi đây anh em nhá. Tụm năng này, tụm năng
cáp nhé. Ok nhé. Cái này cái điện 100 này. Anh em ơi. Đẹp. Em cho quay góc độ nhẹ nhá. Đi 50. Tung năng cáp. Ok nhá. Tất cả hoạt động hoàn hảo cho quý vị các bác của anh em. Em test qua thôi. Chẳng. Ok, quay luôn này. Anh em nhé. Cây quạt này nó có nhiều khi mình cây quạt này kẹt cơ đấy nhá anh em nhá, kẹt cái cơ để em xò dầu lại, xò dầu lại cho anh em và đến tay anh em hoạt động hoàn hảo luôn anh em nhá. Đây hai cây quạt này giống nhau. Ok, cây quạt này em bật sẵn rồi. Xem nào. Em cắm lại cây quạt này nhé. Vì là em đã test rồi. Vì là em tiến test rồi mà sau đến lúc khi test cho các bác xem thì nó lại không chạy. Nó không chạy YouTube năng. Cái này kẹt. Cái này kẹt cơ rồi. Ok. Đây là thì đấy là phần test cây quạt chất nhất trong số cây quạt này. Đây. Cây quạt chất nhất. Số 3 là số bé nhất nhá. Các bác nha, số 3 là số bé nhất. Một quạt cổ đấy như vậy, số lùi. Ấy, êm phắc. Số 2 này. Số 1 con này phải nói êm thật, hiếm có những cây quạt mà nào mà cánh kim loại mà nó lại êm như cái quạt này, thật sự nó là một điều quá hiếm luôn các bác nha. Đa phần là cánh kim loại thì nó rất là ồn, nhưng mà con này nó lại trang bị cánh máy bay. Cánh làm vật liệu bằng máy bay nên là cái độ êm của nó quá là êm. Về số 1, nói về số 1 nhé, nó quá êm. Đấy, thật sự nói trên những cây gang sắt và cánh sắt, cánh kim loại không có cây nào êm bằng cây này được anh em nhé. Ok, ở đây test chức năng quay bầu cho anh em. Đấy. Anh em nhé, một cây quạt cổ quá đẹp, thật sự thôi. Trưng bày quá tuyệt vời, giá 6,2 triệu, giá này bằng nửa thị trường thôi anh em nhé. Rồi. Quá là xinh tươi. Test tiếp cây quạt bàn cho anh em. Thì các bác mua nhá, là em Tiến sẽ tay thay hết cái tụ này vào cho anh em. Đây là trong đây là tụ zin đấy, cái tụ zin đấy các bác nhá, nó vẫn hoạt động phải bình thường. Có cây này, cây này là hơi yếu này. Cây này, cái hiện tượng của cây này là phải thay tụ luôn. Đấy các bác nghe bật số 3 nhá. Còn riêng nếu mà tụ mà nó kém nhá, nó kiểu nó gần chết rồi đấy, gần chết con tụ này rồi nhá. Khi nó gần chết con tụ này nhá, là các bác nhìn hiện tượng của quạt, các bác biết ngay này, nó là yếu. Đấy, quạt nó yếu như này. Số 1 không quay nhá. Nếu mà lằng nhằng là mình phải tời nó đó. Vì con tụ này là con tụ đề. Các bác phải hiểu là con tụ này là con tụ đề nhá. Con tụ đề motor. Đấy, để cho motor nó hoạt động. Số 2 vẫn chưa chạy này.
số 3 bắt đầu mới chạy này. Đấy, là hiện tượng này là hiện tượng các bác thay con tụ này vào. Thay con tụ này vào 4 mil một phát là ngon ngàn non ngon này ngay. Đấy, chạy tít như vụ ngay. Đấy các bác nha. Rồi ok, đấy là hiện tượng mà các bác buộc phải thay tụ trên những cái quạt Nhật các bác nha. Đừng hoang mang. Không có đến lúc là các bác đang chạy vù vù kia, nhưng mà đến một lúc nào đó, một ngày nào đó các bác cắm vào thấy nó đờ đờ. Các bác bảo ơi, hỏng người vứt đi. Các bác đừng có vứt đi các bác nha. Mua của ai thì hãy điện lại cho người đó hỏi bảo là tại sao quạt là đang sử dụng, đang chạy khỏe như thế mà tự nhiên là nó lại chạy lờ đò, thì cái người bán người ta sẽ bảo các bác và cái bí quyết thay tụ. Còn đâu cả là các bác không mua của em nhưng các bác điện hỏi em thì em cũng bảo các bác luôn các bác nha. Cái này nó đơn giản thôi. Rồi cảm ơn các bác, các anh em ta rất nhiều. Đấy các bác ủng hộ em trong một trong những cây quạt này thì em cũng báo giá cho anh em rồi, giá rất hợp lý, giá quá rẻ luôn. Được lãi của các bác 100-200. Đấy, con cây được 100, con cây được 200, con cây thậm chí bán lỗ đấy các bác nha, rồi bán hòa vốn. Thì cảm ơn các bác, các anh em chúng ta nhá.